Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vụ việc bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội vẫn đang khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng bởi sự manh động của đối tượng này. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, để làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Thông tin được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội xác nhận vào tối ngày 16 tháng 8. Nguyễn Đức Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, gây rúng động dư luận những ngày qua. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định của ngành công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14 tháng 8, Công an Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên về việc chị nhận được một cuộc điện thoại báo con trai đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc. Hoảng sợ và nghĩ con trai bị làm hại, gia đình chị Hát cố gắng gom được khoảng 13 tỷ đồng, đồng thời trình báo với công an phường Việt Hưng về sự việc phòng lãnh đạo cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ truy bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng khẩn trương xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân với đối tượng và từ đó dựng lên lộ trình gây án, bỏ trốn của kẻ bắt cóc. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom ở khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong quá trình truy bắt, đối tượng bắn một viên vào chiến sĩ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên. Một viên tiếp tục lên nòng, Trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung chuẩn bị sẵn súng và các biển số giả để tẩu thoát. Liên quan tới vụ việc, luật sư cho rằng nếu bị truy tố và xét xử về nhiều tội danh, tổng hợp hình phạt Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992 ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, sẽ phải đối mặt là rất nghiêm khắc. Luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng Trung cực kỳ manh động, đây là tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, đe dọa uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong sự việc này, cháu bé may mắn được giải cứu thành công và không bị nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe, nhưng hành vi của Nguyễn Đức Trung đã gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì vậy có thể đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Mặc dù Nguyễn Đức Trung chưa chiếm đoạt được số tiền như mong muốn là 15 tỷ đồng nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan tới số tiền mà mình đã yêu cầu. Do đó theo luật sư Quách Thành Lực, cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với nghi phạm để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hành vi trốn chạy chống trả lực lượng chức năng cho thấy tính chất manh động, ngoan cố, coi thường pháp luật của nghi phạm này. Hành vi gây ra thương tích cho người thi hành công vụ sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đồng thời là căn cứ để tòa án sẽ quyết định mức hình phạt nghiêm khắc. Luật sư Quách Thành Lực cho biết, theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Hình sự 2015, một người bắt giữ người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản như trường hợp nêu trên bị coi là phạm tội bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Để đạt được mục đích chiếm đoạt, người phạm tội có hành vi tiếp theo hành vi bắt cóc con tin là hành vi đe dọa người thân của con tin. Hành vi đe dọa ở đây là hành vi đe dọa dùng vũ lực nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của con tin trong trường hợp người đe dọa không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt tài sản của người phạm tội với sự đe dọa này người phạm tội có thể tạo ra tâm lý lo sợ cho người bị đe dọa buộc họ phải thỏa mãn yêu cầu giao nộp tài sản nếu muốn tính mạng sức khỏe của con tin được an toàn trong sự việc này, với số tiền trượt đối tượng yêu cầu gia đình đưa ra là 15 tỷ đồng, nếu cơ quan tố tụng xem xét đây là tình tiết định khung tăng nặng, theo quy định tại điểm A khoản 4, điều 169 Bộ Luật Hình sự, thì khung hình phạt đối tượng sẽ phải đối mặt là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Đối với tình tiết đối tượng nổ súng về phía cảnh sát, đây là hành vi rất nguy hiểm nếu làm rõ nhận thức của đối tượng là nổ súng với mục đích giết người. Nhưng may mắn, nam cảnh sát chỉ bị thương, đối tượng có thể còn phải đối mặt với tội giết người, trường hợp phạm tội chưa đạt theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu khẩu súng đối tượng dùng để chống trả lại cảnh sát là súng quân dụng hoặc có tính năng tương tự thì đối tượng rất có thể sẽ bị xử lý thêm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự 2015. Luật sư cho rằng nếu bị truy tố và xét xử về nhiều tội danh, tổng hợp hình phạt nghi phạm sẽ phải đối mặt rất nghiêm khắc. Tại cơ quan công an, nghi phạm Trung khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân, sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 8, Trung sử dụng ô tô màu trắng, biển số thật là 88A-28644, lắp biển số giả là 29A-24699, mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su, Trung mua trước đây xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc một trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau đó, Trung mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, hai dây chun buộc hàng tại một chợ ở quận Long Biên. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thực hiện hành vi bắt cóc cháu NTP đưa lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa nạn nhân di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội, liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam, thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ những người liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định. Cũng liên quan tới việc tối ngày 15 tháng 8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an thành phố Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra truy đối bắt đối tượng bắt cóc trẻ em tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Nội dung thư khen nêu, ngày 14 tháng 8 tại khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ bắt cóc một trẻ em để tống tiền với tính chất manh động, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ, công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, đã bắt giữ được thủ phạm, giải cứu an toàn cháu bé, thu giữ một xe ô tô, một khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác. Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thủ đô, góp phần ổn định tình trạng an ninh trật tự, gian đe, phòng ngừa tội phạm, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận biểu dương thành tích trên. Thứ trưởng đề nghị Công an thành phố Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Vụ việc cũng là lời cảnh tình cho các bậc phụ huynh cần chú ý giám sát con cũng như nâng cao kỹ năng của trẻ trước người lạ. Dư luận đều đang chờ đợi những kết quả điều tra tiếp theo của vụ việc cũng như bản án thích đáng dành cho hành vi manh động này những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trên tạp chí việt times của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo